mỗi lần em tới thăm là nó mới quýnh em luôn. Sao vậy? Em tới em không cần, không cho. Trời ơi, sao mà bây giờ tôi vừa hỏi là 1, 2, 3 có bấm nút hay không? Nếu hai bạn đồng ý thì hai bạn cùng nói bấm nút nha. Ủa sao mà anh chị không cho em bấm? Thôi nhà gái. Rồi, mời cô gái ngồi. Mời nhà trai. Mời đi em. Bây giờ thì nhà trai và cả nhà gái chúng ta đã có mặt ở trên sân khấu rồi. Chúng ta hãy lắng nghe về sự giới thiệu về bản thân nha. Mời nhà gái. Anh xin chào chú Nguyễn Linh, chào chị Ngọc Lan, chào khán giả trên trường quay. Rồi. Chào anh ngồi kế bên. Em tên Nguyễn Thị Kim Chi, em năm 29 tuổi. Hiện tại em đang làm phục vụ nhà hàng ở 1A Tôn Thất Tùng, quận 1. Kim Chi, rồi đang phục vụ nhà hàng tại quận nhất đúng không? Dạ. Mời em trai. Em chào Nguyễn Linh, em chào chị Ngọc Lan. Em chào bạn nữ bên kia và các chị khán giả đây ạ. Em tên là Lê Văn Phước, hôm nay em 32 tuổi ạ. Em ở Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. À, em làm gì Phước? Dạ em làm tài xế xe vũ anh. Xe gì? Dạ. Xe 4 bánh hay xe 8 bánh hay xe... Xe 4 bánh với 7 chỗ anh. À xe 7 chỗ đó. Với 4 chỗ. Bằng B đó hả? Dạ. Rồi. À, quê mình ở Bà Rịa Vũng Tàu luôn hả Phước? Dạ. Kim Chi là bên kia quê đâu Chi? Dạ con quê Long An ạ. Long An hả? Long An khúc nào nè? Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. À. Rồi bây giờ mình cho nhà trai biết ưu điểm khuyết điểm đi Chi. Em làm sao? Mình có ưu điểm gì? Nói chung là không hề ưu điểm, nói chung là dễ chứ không khó. Nghe Kim Chi quen quen. Nói chung là dễ chứ không khó hả? Rồi đó thì mình cứ mạnh dạn mình nói thôi. Ngại hả? Dạ. Nói từ từ chị Lan nói cho. Dễ nè, không có khó tính nè. Rồi gì nữa? Dạ nói chung là tính thì cũng không có cục cằn gì mấy. Không có cục cằn gì mấy hả? Giận la thì đi chỗ khác thôi chứ không đến chỗ đó. Rồi mình có nhờ thấy là mình có cái điểm yếu nào không? Dạ không, không có tật xấu gì hết. Không có tật xấu gì hết. Dạ, nếu có chồng thì đi làm về nấu cơm nước, hai chồng rồi ăn xong rồi đi ngủ thôi. Người sống đơn giản vậy đó. Dạ. Chỉ đó. Đi làm về nấu ăn rồi ngủ. Nhà gái tôi đơn giản lắm ạ. Dạ chào nhà trai. Dạ chị. Rồi sao Phước nói sao cho nhà gái nghe sao? Đi. Ưu điểm thì em cũng hòa đồng vui vẻ, nhiệt tình hay giúp đỡ bạn bè, rồi biết nấu ăn. Nên em nấu ăn là nó khỏi chê. Đó, nhà gái tôi nấu ăn ngon lắm ạ. Dạ em cũng biết nấu ăn. Mình có điểm yếu gì không? Em hơi nóng tính thôi, nhưng mà em nóng rồi thôi chứ không có để bụng. Ừ. Còn gì nữa không? Hút thuốc hay ở không, dơ em hay gì không? Không hút thuốc gì. Làm gì bây giờ? Em không hút thuốc thì uống rượu. Con trai thì hay bung thùa kiểu vậy á. Có không? Hay gọn gàng. Có em thì gọn, có gọn chứ không có dơ. Đó rồi, đó. Mình phải hỏi kỹ vậy. Dạ gái, mấy mối tình rồi em gái? Dạ con đã trải qua một mối tình. Lâu chưa? Dạ lâu rồi. Yêu nhau mấy năm? Dạ yêu nhau 5 năm. Yêu nhau 5 năm. Mà sao chia tay? Dạ tại vì sống không hợp. Lại bên chồng thì lại khó khăn. À tức là em đã kết hôn rồi? Dạ không có kết hôn, chưa có kết hôn. À chưa có kết hôn. Có một bé hiện tại gần 2 tuổi. Ủa gì giờ bé đó ở với ai? Dạ ở bên chồng. Em có thường xuyên thăm con không? Dạ thường xuyên thăm thì không cho qua lại. Nghĩa là không cho em tới tôi đi thăm bé. Nó là cắt đứt luôn. Dạ. Bao lâu rồi em không gặp con? Dạ một năm mấy trời. Trời ơi, nhưng mà mình có được nói chuyện qua điện thoại không? Dạ không. Sao mà em chịu nổi? Mỗi lần em tới thăm là nó mới quýnh em đi. Sao vậy? Em tới em thăm con nó không cho. Ôi. Trời ơi sao mà. Trời còn trẻ quá mà. Tình hình nó vậy rồi. Bây giờ hoàn cảnh bên kia vậy đó Phước. Dạ. Quá. Bên kia là cô gái còn trẻ, hai mấy tuổi mà giờ có con 18 tháng mà chưa đám cưới mà ở với nhau rồi. Bây giờ có con mà cô gái cũng không được qua thăm con nữa. Em cảm xúc làm sao? Ý cảm xúc của em hay là cảm xúc của em á? Dạ em thấy cũng bình thường chứ không sao đâu. Em chỉ chấp nhận được. Chấp nhận đúng không? Dạ. Rồi, đường tình duyên của em sao? Dạ em cũng trải qua một mối tình là có vợ mà ly dị đó. Ly dị rồi, có con chưa? Dạ, con năm nay học lớp 2. Trai hay gái? Con trai. Đang ở với ai? Từ nhỏ tới lớn là ở với em nuôi, xong sau này em mới học lớp 2 nè, em mới trách khẩu ra nhà mẹ cho chừng 1 tháng 2 tháng này để cho đi học cho nó cái mẹ kèm cho nó tiện hơn anh. Ừ. Chứ không phải là vậy, nhưng mà hộ khẩu vẫn ở chung hai gia đình. Ừ. Mình chia tay lâu chưa Phước? Dạ em chia tay 6 năm rồi. 6 năm rồi hả? Nói chung là hai bạn đều có hoàn cảnh khác nhau, như hoàn cảnh cô gái bên kia lại đáng thương hơn rất là nhiều luôn. Thôi bây giờ chúng ta bỏ qua hết những cái cũ ha. Dạ. Rồi. À, mong là một ngày nào đó thì em cũng sẽ được đoàn viên với lại con. Dạ. Ha, mong là sẽ được gặp con ha. Dạ. Ở gần con hơn. Rồi bây giờ mình nói về tương lai đi.
Em mong muốn có một người đàn ông ở bên cạnh em, người đó như thế nào? Em thì mong muốn có một người chồng biết lo lắng cho em nhiều hơn. Chứ em không cần gì nhiều, chỉ biết yêu thương em là được rồi. Không có cần gì hết hả? Không cần gì nữa hết hả? Dạ không. Có cần về ngoại hình không? Dạ không. Có cái điều gì mà em không thích ở con trai không? Không ăn chơi là được. Ừ. Biết lo làm là được. Rồi. Trời ơi, tôi sốt ruột quá, tội nghiệp quá. Đó, rất là dễ luôn, cái gì cũng được, miễn làm sao mà quan tâm tới cổ, chia sẻ được với cổ là được. Đó, cái đó mới khổ đó. Bây giờ người ta giả bộ tôi quan tâm vài bữa cái siêu lòng, siêu lầm cái gọi là sai lầm. Rồi, chào. Gạt nước mắt đi. Dạ. Cái số phận nó vậy rồi, mình rút kinh nghiệm thôi ha. Dạ. Bây giờ yêu ai quen ai thì phải thật là kỹ càng luôn nha. Dạ. Mình cũng đừng có dễ siêu lòng quá. Dạ. Ta giả bộ chăm sóc chút xíu cái là siêu lòng, rồi trở thành sai lầm như cái lần đầu nữa. Dạ. Nha. Lần này phải thật là kỹ luôn em gái. Dạ. Nha. Mình muốn lấy vợ làm sao? Bình thường lắm anh. Nhưng mà yêu thương em, biết lo lắng chuyện gia đình là được rồi. Ừ. Vậy thôi hả? Dạ vậy thôi. Thì về bây giờ bên kia là người ta có đứa con rồi. Con phải về luôn á. Sao? Thì có ở chung được không? Dạ bình thường, em được lên nhà em được hết. Vậy đó hả? Dạ. Vậy em đang ở với ai? Dạ ba mẹ. Còn em gái em muốn xây nhà ở riêng. À, nếu em được là ba mẹ đồng ý luôn đúng không? Dạ. Rồi, ok. Nói chung cũng đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta hỏi thăm người thân coi làm sao, ý kiến của họ như thế nào. Em đi với ai? Dạ em đến đây em đi một mình. Rồi, có chị Lan. Phước đi với ai Phước? Dạ em đi với anh chủ xe. À, anh chủ xe anh đó chủ đúng xe không? Hả? Đang chạy dịch vụ cho anh đó đúng không? Chủ xe mà đi chúng tao hả? Dạ chào anh Nguyễn Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ. Em là bên chỗ chủ xe bên chỗ Phước. Phước được không em? Dạ Phước thì được, lo làm, chịu khó. Làm có dành dụm không ha? Thì cũng lo cho con đồ vậy đó anh. Nó có cờ bạc rượu chè trai gái lum la không? Thì từng có thời gian đâu anh, lo làm không à. Bên em thì có khách thì cứ chạy liên tục. Ừ. Em thấy tin tưởng ở đây không? Tin tưởng chương trình không? Không, tin tưởng Phước này không? Ủa, tự hỏi tin tưởng chương trình. Mình hỏi có tin tưởng tài xế Phước này không? Dạ tin anh. Tin đúng không? Dạ. Ờ, anh nghe tin em nha. Dạ. Em nói tin thì bên nhà gái tôi tin luôn á. Dạ. Đó, tội nghiệp cô gái mới vào đời thôi mà đã gặp rất là trở ngại rồi. Thật ra trong bất kỳ cuộc tình nào đó, khi bị chia tay hay là có gì đổ vỡ đó, người phụ nữ là một người có thể gánh chịu tất cả mọi cái hậu quả tổn thương lớn nhiều hơn người đàn ông. Đàn ông có thể dễ lành vết thương đó, nhưng mà phụ nữ thì khó lắm, thiệt tình luôn. Rồi nghe vậy cô, nếu mà được á là phải gọi là chăm sóc người ta nha. Dạ em biết. Chữa lành những vết thương được không? Dạ được. Được ha, hứa rồi đó. Nếu mà có gì tới nhà gái bên đây là mắng tìm tụi mắng vốn luôn nha. Thôi thì cho đôi trẻ gặp. Đúng rồi. Ngỏ vào qua đi. Chào em. Mong anh làm nó dễ cái cây. Anh nghe cây sao phải em gửi. Em phải cảm ơn anh. Rồi quay qua ngồi nói chuyện đi đó. Em thấy anh thì cũng dễ thương. Còn anh thấy em sao? Thấy em cũng dễ thương. Chưa nói gì hết, anh đúng quá. Cái gì đâu đúng. Thích đi chơi tuần mấy lần rồi, thích đi chơi đâu anh chở em đi gì đó. Giống như mà hẹn hò rồi em có thích xuống Vũng Tàu chơi không? Dạ thích ạ. Em rảnh vào ngày thứ bảy chủ nhật. Còn không biết anh có rảnh không? Chạy xe mà lúc cũng có lúc rảnh lúc không. Dạ. Nhưng mà sắp xếp được. Dạ. Anh có nhậu nhiều không anh? Không, chạy xe ít nhậu lắm. Dạ. Nhưng mà cần lại anh có thể thăm em được mấy lần? Giống như em nghĩ được lúc nào anh thăm lúc đó. Bây giờ mình nói quan điểm về hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Mỗi người quan điểm như thế nào? Nếu anh quen em thì bao lâu anh cứ? Nếu thương có thể là cuối năm cứ vẫn được. Quan trọng do hai chúng ta thôi. Dạ. Còn có 2-3 tháng nữa đó. Thì đó thì em nói quan trọng do hai chúng em thôi. Có chuẩn bị gì làm đám cưới chưa mà nói hùng hồn quá vậy? Anh có chuẩn bị gì chưa? Cũng có sơ sơ thôi nhưng không dám nói là ấy, nhưng mà được là được. Dạ. Dặn là mình đã được rồi. Em thì anh đi cưới em á thì em không có đòi hỏi gì mấy hết á. Anh cho nhiêu em nhận nhiêu. Anh lỡ bàn cái chuyện cưới xin thì mình bàn luôn là cưới xong rồi ở đâu nè. Em thì, dạ, em thì anh ở đâu thì em ở đó. Làm dâu đó. Làm dâu đó được không? Được không? Dạ được. Nhưng mẹ cho em hỏi một câu nha, mẹ khó không anh? Dễ lắm nha. Dạ được. Anh mà được là nhà anh được hết, tại nhà anh dễ lắm. Dạ. Quan trọng cho anh thôi. Dạ. Hai đứa đều có con hết rồi. Bây giờ về nơi mình có chuẩn bị thêm đứa nữa không? Trai hay gái? Thì em cũng thích đứa con gái đó anh. Anh thích con gái. Nếu mà có sao nữa thì thêm đứa con gái nữa đẹp. Dạ. Được không? Dạ được. Rồi bây giờ Phước tới nắm tay bạn gái đi nào. Bước tới luôn đi. Đó, mạnh dạn lên. Bạn gái đứng lên nè. Đó, hai bạn đứng đối diện nhau.
Hai đứa thấy cũng hợp ghê nha. Nhìn nhau đi. Nhìn thẳng vô mắt nhau coi Phước. Đó. Em thấy cái người đứng đối diện với em cũng muốn theo anh về Bà Rịa Vũng Tàu làm dâu nhà má anh không? Hỏi đi. Chắc có, anh trả lời rồi, dạ có. Bây giờ hỏi lại nè, bà nó lanh quá. À, này má nôn dễ sợ. Nôn quá nôn à. Thì em muốn về Vũng Tàu quê anh làm dâu mẹ anh không? Dạ có. Về đó tiền bạc rồi làm ai giữ, hỏi đi. Thì vợ giữ cho ai giữ? Vợ giữ. Vợ giữ mà. Được hết không? Anh về anh làm cái tôi cho em hết không anh? Hay là anh phải giấu lại anh đi uống cà phê? Nhìn vợ tương lai, nhìn tôi chi, tôi đâu có được giữ tiền. Em bắt là anh phải đưa cho em giữ. Có nhiều thì được hết nhiều thôi. À, biên tập là giữ nguyên cái đoạn này nha, không bỏ chữ nào hết nha. Mai mốt mà không đưa đủ đi rồi biết. Em có thích người bên cạnh không? Dạ cũng có thích. Thích thích ha, dám hôn một cái không? Xin là phải hôn. Chứ hôn má ta nè. Ừ thì ai kêu hôn nấy đâu mà. Đi hỏi xin anh hôn má rồi. Dạ được. Hôn lại đi. Hôn hay hửi? Hôn. Trước mặt gia đình của hai bên đang coi chương trình đó. Bây giờ nè, Phước hứa gì gia đình đi, nếu như mà con được đến với người phụ nữ này, con hứa con sẽ làm gì đó. Nói đi. Sau này mà con với bạn bên này mà có tiến tới hôn nhân á thì chắc chắn là em sẽ lo bù đắp những cái tổn thương cho bạn gái bên này. Nói được làm được nha. Dạ. Rồi bạn gái, nếu mà mình về làm vợ người đàn ông này thì mình sẽ làm gì? Thì sẽ lo lắng cho chồng, sẽ biết yêu thương. Yêu thương. Đi làm giờ lo nấu cơm ăn. Hai bạn là phải nhớ nha, tại vì hai bạn đã trải qua một lần đò rồi. Nói cái gì là phải giữ lời cái đó đó. Bây giờ hai bạn cùng nói nè. Bây giờ tôi sẽ hỏi là 1, 2, 3 có bấm nút hay không? Nếu hai bạn đồng ý thì hai bạn cùng nói bấm nút nha. Ủa sao mà anh chị không cho em bấm? Tôi muốn giữ nguyên cái khoảnh khắc này, không muốn tách rời anh rồi, chị ra. Hồi tôi cho bấm 1, 2, 3 là cùng đồng thanh nha. 1, 2, 3 bấm nút. Được chưa? Được rồi, chờ cho bấm nha. Vô đây, vô đây, vô đây. Đứng đây. Ngồi xếp qua cho người ta ngồi chung với trời. Đó. Vô đây để sát vô. Đó. Đỡ luôn cái này, đỡ luôn. Đây, nút đây nè, ngồi vô đây. Trời ơi, kêu ngồi luôn. Ngồi luôn đi, nữa. À đây. Đúng rồi. Rồi, chuẩn bị nhìn phía trước. 1, 2, 3. Ngồi im luôn. Không cái con. Rồi, anh không rồi. Không phải nữa đi. Anh rồi. Nè, bạn gái không phải đi nè. Rồi má. Nè, ngồi ghế không mới đẹp nè. Đúng rồi. Đây chụp tôi tấm hình coi. Chụp làm hình cưới luôn coi. Ngược lại luôn. Đẹp quá, ngồi đó luôn như thiệt đó. Hợp lý không bà con? Hợp lý đúng không? Đấy. Đừng bao giờ quên khoảnh khắc này nha. Ngồi yên nha. Gì đây giống bán hàng vậy? Ở trong. Mong hai ta sớm về chung một nhà. I love you. Quá đẹp luôn ha. Trời ơi, tôi làm mai làm mối mà tôi gặp mấy cặp này tôi phải rồi đó. Rồi, chúc mừng hai đứa nha. Rất đẹp, nhớ khoảnh khắc này, nhớ hình ảnh này. Đừng bao giờ quên những gì mình đã hứa. Biết bao nhiêu người làm chứng luôn nha. Chúc hai em trăm năm hành phúc. Giờ mình ngồi đó mình nhận quà luôn không? Đúng rồi mình... Ngồi đó luôn đi nha. Ngồi đẹp lắm. Thôi chị, cái cặp này đẹp. Làm như nó mới thôi nâu vậy vậy thôi. Còn về phía bạn em thì nó là Vinh à. Bạn ở bên này thì rất là hoàn hảo rồi. Bây giờ là chỉ có chờ kéo đèn qua rồi hốt bấm chuông thôi. Chứ giờ không còn nói gì nữa hết. Làm dạ. Gì lan người đẹp vậy bấm chuông. Rồi. Cảm ơn em. Được. Thấy chưa, nghe nói bạn nói tích cực quá ha. Rồi nhà gái đi với ai cưng? Dạ, tại vì nhà em ở Gia Lai hết. Mọi người thân của em đều ở Gia Lai. Có em lên đây học đại học cho nên là có mình em ở trên này. Rồi, có chị Lan. Bé này tự tin lắm. Đúng. Không còn ai hỗ trợ luôn. Dạ, em tin là mạnh mẽ lên em. Bản lĩnh lên. Bé rất là xinh, rất là bản lĩnh. Nào, mở rào. Bắt đầu đi. À, cảm ơn em. À, anh thấy em rất là lanh lợi, xinh đẹp nữa. Thì nãy giờ anh bên kia anh chưa có gặp em.
Em rất là nói chung em rất là quý biết nói gì đẹp đôi thì em đẹp đôi ha, rất là đẹp đôi luôn á. Em có lời gì muốn nói với anh không? Dạ đúng gu em chị, em chỉ một câu thôi, gu em. Gu em ạ. Gu rồi đó. Dạ không sao, cái mà anh ít nói thì về em sẽ bù trừ lại được hết. Tất cả những thứ mà anh thiếu thì em sẽ bù trừ, nhưng mà em mong là những thứ mà em còn thiếu thì anh cũng sẽ bù trừ lại cho em. Ok. Thôi bây giờ về ghế ngồi đi ha. Về ghế ngồi mình nhìn nhau, đối diện nhau mình giao lưu chút xíu đi. Quay ghế qua cơ. Quay mặt ra. Đó. Hẹn hò sao nè, mỗi tuần gặp bao nhiêu lần? Em thấy một tuần mình gặp nhau khoảng mấy lần thì em thấy là sẽ tốt. Dạ ok. Em nghĩ là tùy tính chất công việc của anh. Tại vì em không yêu cầu nhiều quá, bởi vì em nghĩ là tình yêu thì, nhưng mà cái giai đoạn đầu thì em nghĩ là mình cũng nên gặp nhau nhiều một chút để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Okay. Còn sau này nếu như mà mình tiến xa hơn một chút thì em nghĩ là tùy vào tính chất công việc thì mình có thể thông cảm cho nhau, bởi vì em nghĩ là em cũng khá là bận ạ. Tại vì em phải tự trang trải tài chính cho bản thân, cho nên là em cũng đi làm khá là nhiều ấy. Nhưng mà nếu mà trong chuyện tình cảm thì em vẫn luôn có thể sắp xếp được thời gian để mình có thể dành thời gian cho nhau. Thì giờ em thường làm xung quanh Sài Gòn hay là em có đi tỉnh nữa? Dạ không, em làm hiện tại thì em đang là sinh viên rồi ạ. À, là, sinh viên à? Dạ. Sorry. Nên là em mới làm ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Em nghĩ là em nghĩ một tuần mình gặp nhau hai lần thì em nghĩ thế nào về cái thời gian đó? Dạ nếu mà công việc của anh bận rộn thì em nghĩ hai lần cũng được ạ. Okay. Còn nếu mà gặp được nhiều hơn thì sẽ tốt hơn. Ok. Dạ. Em thấy là anh nói là anh nghiện mua sắm không sao ạ. Tại vì em cũng thích mua sắm, nhưng mà em có thể kiềm chế được cái sự mua sắm của bản thân, cho nên em nghĩ là em sẽ dùng được cái kinh nghiệm mà kiềm chế cái sự mua sắm của bản thân để giúp anh kiềm chế lại cái điều đó. Ok. Không, thực sự lúc những anh chết á, anh hay đi sắm, tại vì nó sẽ quên đi cái những cái áp lực trong cuộc sống. Thì để anh ngày mai sẽ sống tốt hơn và làm việc tốt hơn thôi. Đó là cái suy nghĩ của anh. Dạ. Nếu vậy thì em nghĩ là chắc sau này anh không cần phải đi mua sắm nữa đâu. Dạ. Tại vì em sẽ trở thành cái câu trả lời để giải đáp, để khiến cho cái stress đó của anh sẽ biến mất. Dạ. Dạ. Mỗi lần mà anh stress thì em nghĩ là em sẽ hát cho anh nghe, đúng không? Anh có thích nghe hát không? Anh Get in my way now, don't be shy.
Lúc trước anh có học điện thanh thời gian thì nhưng mà thời gian gần đây thì anh không có hát nữa nên cứ anh hát không được hay. Okay. Anh được hát hay thì anh hát hay rồi tặng một bài hát được không ạ? Thực sự là anh có hát chay không? Không có hay lắm. Dạ, ok, không. Anh thường anh hát không ít. Nhưng mà nếu mà em thích thì anh có thể hát cho em một đoạn. Nhưng mà anh hay quên lời lắm nha. Dạ không okay. Sao. Nếu mà bài đó biết thì em sẽ phụ hỗ trợ anh. Em biết bài về đâu mái tóc người thương không? Anh sẽ hát vài câu thôi nha. Tại anh không anh hát karaoke không ạ? Chị Lan nhắc lời cho. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làng sóng sò bên gian, lòng ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi, hương hoa vẫn chưa mở lối. Anh xin hát. Chú nhắc nhiệt tình quá không? Rồi, bé Ngân hát đi bé Ngân. Dạ, là em thì muốn không khí sôi động hơn thì em sẽ hát một bài hát mà hiện tại thì đang em nghĩ là khá là hot. Dạ, đó là bài hát của Trúc Nhân ạ. Bài Có Không Giữ Mất Tình Gì. Dạ. Bất ngờ anh nói chia tay, từ lúc tôi đang yêu anh đắm say. Thế rồi anh mất tâm hơn, một xác tôi nơi này lòng trời vơi. Sao tôi... Em xin lỗi ạ, em quên rồi. Được rồi.